cao lắm. Tao này xưa lúc đi chung hát nổi đấy không? Tới lớn cho tới bây giờ chưa thấy ai gọi là dành cái tình cảm nhiều cho một người nghệ sĩ nhiều như Phi Nhung. Có nghĩa là khi còn sống thì Nhật Bình không nói, nhưng mà khi mất đi rồi, tới 2 năm mấy nay vẫn có rất là nhiều người gọi là vẫn còn thương nhớ Nhung, vẫn email vào, vẫn nhắn tin vào cho chú Bình là chú Bình post lại những cái video. Tại vì chị hồi xưa đó làm chỉ có Nhật Bình livestream là Phi Nhung chịu cho Nhật Bình livestream thôi, thì chú Bình vẫn còn giữ rất là nhiều những cái livestream đó, và cũng nhờ những cái livestream đó mà mọi người vẫn còn giữ lại những cái hình ảnh rất là dễ thương gần gũi của Nhung. Và chú Bình cứ là mỗi ngày nhận rất là nhiều tin nhắn vào là chú Bình ơi hãy post lại những cái clip của mẹ hồi xưa livestream với chú Bình rất là mộc mạc giản dị để cho mọi người có thể xem lại. Thì thực ra thì chú Bình cũng muốn, nhưng mà cũng hơi ngại là vì có rất là nhiều người nói là Nhật Bình hay là cậu Huy lợi dụng cái tên tuổi của mẹ để mà làm những cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự thì cậu Huy là người trong nhà thì không nói, là cậu Huy cái đó là quyền của cậu Huy rồi. Còn Nhật Bình thì bạn thân thôi, cho nên là có cái gì mình nói cái đó thôi. Cho nên nhiều khi mình cũng buồn, nhưng mà nghĩ lại thôi, vì Nhung thôi, chứ không phải là mình sống mà mình cứ vì cái tiếng nói của những người ngoài ở ngoài kia thì mình chắc chắn mình không có sống nổi. Thì vậy thôi, chú Bình chỉ có tâm sự chút chút vậy thôi. Thì chú Bình hứa là lâu lâu chú Bình cũng sẽ post vài cái video của mẹ để cho mọi người xem ha, để còn nhớ mẹ nhiều hơn. Thì hôm nay là ngày ở bên đây là chủ nhật, sáng chủ nhật, 8 giờ rưỡi sáng chủ nhật, ngày 9 tháng 10, đúng ra là làm ngày mai. Nhưng mà mọi người biết ở bên Mỹ thì người ta thứ hai người ta đi làm, còn chủ nhật thì người ta sẽ rảnh hơn. Thì hôm nay có chú Bình, có cậu Huy, có Hồng với Lộc nữa, mà Hồng với Lộc trốn kia rồi, không dám đứng đây. Được, thì chút xíu nữa Hồng gọi Wendy á, hay cậu Huy gọi cũng được. Thì chúng tôi sẽ gọi cho Wendy ha, để mọi người cùng hát Happy Birthday. Thì hiện giờ cậu Huy với là chú Bình là ở Cali, còn Wendy thì dọn qua Florida rồi. Thì chắc là hôm nay hoặc ngày mai, thì chắc ngày mai á, chú Bình nghĩ là ngày mai làm đúng ngày thì Wendy sẽ làm birthday cho mẹ ở nhà bên Florida. Vậy thôi ha. Rồi, thì đây cho mọi người xem lại. Ở ngoài đường bước vào ha, thì tỉnh sẽ giác an, đúng rồi. Thì mọi người nếu mà có dịp tới tỉnh Xá Giác An ở trên đường Dale, nằm ở thành phố Garden Grove, nó nằm ở góc đường Dale với lại đường
Garden Grove nha mọi người. Nếu ai có dịp tới Cali thì ghé đây thăm. Bước vào cửa thì như là chính điện ha. Thì đây là chính điện, thì bên phải là cái bàn thờ lớn nhất của Nhung này nằm ở đây. Đó, mọi người có thể đến thăm Nhung nha. Hey.